Hello anh em, mình là Ken Motul. Ở clip hôm nay ấy, thì mình sẽ test cái con IC tăng áp trên cái con WayNAT này. Mà cách đây cũng gần 1 năm rồi, bên mình còn lắp cho họ. Đây như các bạn đã thấy con IC nó cũng rất là cũ rồi. Cái cách đầu nối cái IC này nó cũng rất là đơn giản thôi. Cái jack zin ở trên cái xe Way này, các bạn cứ thế cắm vào. Còn một cái đoạn dây đỏ này thì các bạn sẽ tìm cho mình một cái dây đen sâu quá. Thì ở đây là mình có ghim luôn nó vào cái con rơ le xi nhan đây. Đây, ghim vào cái đầu dây đen này anh em nhé. Đó, thì đây là bao bì của nó đây. Rồi ghim là A1. Thì mình có khui sẵn một con ra đây rồi. Nó sẽ hình thức là sẽ như thế này. Đây là mình đã lắp trên xe của họ rất là lâu rồi. Đây là mình sẽ lướt qua một vòng cho các bạn xem con WayNAT luôn. Khi được gắn cái con IC tăng áp này vào thì nó rất là dễ nổ. Bây giờ là mình sẽ bật chìa khóa lên nhé. Đây, chìa khóa, ổ khóa nát bét luôn, dùng cái chìa này luôn. Đó. Bây giờ mình sẽ để nổ. Đó. Anh em thấy dễ nổ không ạ? Quay nát. Bây giờ mình sẽ tắt đi để lại nhé. Thậm chí là không cần sờ vào ga. Đó, rất là dễ nổ. Bây giờ mình tắt đi để lại này. Đó, rất là dễ nổ. Đó, rất là dễ nổ, anh em thấy không ạ? Đây còn nhờ con IC tăng áp bên mình lắp cho khách đây. Cái này là mình lắp cho họ rất là lâu rồi. Anh em nhìn thấy cái xe này nó bẩn như thế này. Đó, rất là bẩn thỉu luôn. Quay tàu anh em nhé, ETS này. Đó, đây là sản phẩm bên mình. Cái sản phẩm bên mình này nó sẽ phù hợp được tất cả các loại xe Way nói chung, hoặc xe Jim mà sử dụng cái rắc như này. Đây là mình sẽ rút cái rắc này ra. Đó, nó sử dụng cái rắc như thế này, dùng được cho tất cả các loại xe Way của Honda hay là Jim của Honda hay là Jim tàu hay là xe Way tàu. Cách lắp rất đơn giản đấy, mình dùng một tay mình lắp được, cắm nó vào là xong. Đó, thì bây giờ là mình sẽ để lại cho anh em coi. Đó, cực kỳ dễ nổ anh em nhé. Đó, rất là dễ nổ anh em ạ. Vâng, đây là cái clip mình test cái con IC tăng áp ở bên mình có bán cho khách. Và mình đã lắp cho họ được khoảng 1 năm nay rồi. Đến thời điểm này là nó vẫn cứ dễ nổ bình thường. Mặc dù anh em có thể nhìn cái xe nó rất là nát luôn. Đó, ở chỗ này là xăng nó chảy be bét ở đây rất là bẩn này. Không biết là anh em có nhìn rõ không, nhưng mà trên xe rất là bẩn, cực kỳ là dễ nổ. Đó. Bình ắc quy cũ này, bụi bặm bẩn như này. Đó, nhưng mà nó vẫn là dễ nổ. Mình chỉ cần là cái củ đề của các bạn là đề được, kể cả là cái bình ắc quy nó có bị yếu nhá. Có thể là cái bình ắc quy yếu chỉ đề được 1 đến 2 cái là nó đã không đề được nữa rồi. Nhưng khi lắp cái con này vào vẫn dễ nổ bình thường. Đó. Có nhiều anh em hỏi mình cái cách thức lắp ấy. Thì đấy, cái cách thức lắp thì mình đã chỉ cho anh em rồi. Cách thức lắp rất đơn giản thôi. Nhiều cái xe nó có những cái hiện tượng là đạp thì dễ nổ nhưng mà đề thì khó nổ. Thì anh em có thể lắp con này vào, kể cả là cái quận nổ của các bạn vẫn còn sống bình thường. Đó, thì anh em có thể lắp vào. Đặc biệt là những con này nếu mà lắp vào xe Jim Việt cực kỳ dễ nổ. Nổ còn ngon hơn, nước hậu còn ngon hơn là cái IC Jim ở trên xe nhé. Cái sản phẩm này bên mình bảo hành 3 tháng, một đổi một trong vòng 3 tháng. Anh em có nhu cầu thì có thể liên hệ với mình theo số điện thoại 0165 614 6888. Gặp Ken Motul thì mình sẽ tư vấn trực tiếp cho anh em. Còn nếu như anh em có thể đi những cái con WS ấy, mà anh em muốn cái con IC tăng áp này là vẫn có thể lên được bình thường. Con WS thì cái rắc này nó sẽ khác này, thì bên mình sẽ cung cấp luôn cho những cái rắc này. Và mình sẽ free cái rắc này luôn nhé. Nếu như anh em cần mà cải vào những cái xe mà dòng IC mà chân khác, cái loại chân 5 giây ở đây. Đó. Ok, xin chào anh em, mình là Kim Botun. Hẹn anh em ở clip tiếp theo.